Dạ em xin chào quý vị đến với kênh bón số của em nha. Đó, thì em sợ là được khi bón sớm này. Số này Khánh Hoàng hôm qua em quay cho anh chị em xem rồi này. Còn đây là quán chị, ngày mai số rất là nhiều. Đó, nên em quay cho lỡ người ta mua những con số nó trúng thì mình không được xem là cũng uổng. Rồi. Rồi. Cái này quán Bình này. Ngày 4 tháng 4 thứ năm 2024, quán Bình của quán chị. Quán Bình em một sắp để em coi thử, lúc trước là 3 số, bữa nay còn có 2 số thôi nha anh chị. 2 số là không có 3 số nha. Này mỗi sắp 20 tờ này. 20 tờ là mình thấy nói chung là em thấy là 2 số một cặp. Còn 3 số thì không mà em không biết nha anh chị. Hồi nãy ở miền Trung em là hồi trước tới em thấy 3 số đó. Nhưng mà không biết là bây giờ có chia ra không, không biết nha anh chị. Số có chia ra không em không rành. Đó nhưng mà tạm thời em nói em thấy là hai cặp số giống nhau. 20 tờ. 20 tờ này thì có hai cặp số giống nhau là 4 tỷ thôi. Nha anh chị. Tạm thời em thấy vậy thì em nói vậy thôi nha anh chị. Còn nhà nước người ta về đại lý rồi về công ty về đại lý cấp 1 cấp 2 người ta chia nha, ra số không ra em không biết nha anh chị. Thấy hai số nó hai số. Rồi. Thì em sẽ quay đài Quân Bình cho anh chị mình xem trước nha. Rồi 33603 này. 86 này. 68 này. 49 này. 21. Rồi. Đó là những con số đài Quân Bình của ngày 4 tháng 4 2024. Rồi tiếp theo. Đó. Rồi đài Quân chạy nhiều nha anh chị, đài chính Quân Ngãi em nha. Quân Bình ở Quân Bình là đài chính, Quân chạy đài phụ. Đó. Nhưng mà quán Ngãi em thì quán chị sẽ là đại chính nha anh chị. Rồi, số 20. Đó. Số 11. Số 39. Số 48. Số 67. Đó. Số 53. Số 76. Số 85. Số 94 và số 02. Đó. Đài nào cũng gọi là đài chính mà đài nào cũng là đài phụ nha anh chị. Nhưng mà mấy người mà ta chơi số đề á thường hay ta nói đài chính đài phụ hả. Rồi còn ngủ thấy Jimbo rồi anh chị, tôi quấn đài chính hả. 29, số 10, số 38, số 47, số 54, số 93, số 96, 04, số 01, số 75, số 66 và số 52. Đó. Thì nhiều khi trò chơi thì đài kêu ai nó dọa anh chị, nhiều người ta mua thì nó mua 5 tài luôn nè. Đó khi mà nhiều khi trúng cái giải phụ khuyến khích cũng được nha anh chị. Đó như bữa dạy em mua ví dụ số này đi. Trúng hết con này, số 7 tặc. Bây giờ là dạy em là không lấy số tốt, ví dụ vậy. Nếu lấy số tốt thì trúng hết 5 con đặc biệt dài thì được 6 triệu nha anh chị. Khuyến khích nha. Đó nhiều người ta mua hết 5 tờ. Đó mà lỡ nó cái sắp số đây là ví dụ như từ 7 tóm, 6 7 tóm vậy đi. Nó ra thì mình cũng được coi là 6 triệu. Đó, còn số nhỏ thì mình không nói rồi. Đó. Cho nên là mình chơi cũng hay xui nhưng mà nếu mình mua nguyên sắp thì cơ hội nó cao hơn chút. Đó. Rồi số 35, 66, 01, 04 và 96. Thà mình không lấy con này thôi, mình lấy mà một tờ mà lại nó trúng cái tờ dưới tức lắm chị, mất 6 triệu tức lắm. Bữa dạy em bị rồi. Rồi số 40, số 31, số 69, số 55 và 87 và 78. 66 tóm 87. 66 tóm 7 tóm. Rồi số này đẹp nha anh chị. Rồi. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều đã xem video của em nha. Chúc anh chị cô bác mình may mắn phát lộc phát tài. Anh chị mà muốn mua vé số thì hãy ghé vô hòn của em chỗ bán đại lý nhỏ lẻ ngoài Dĩa Hè đây. Đó. Dĩa Hè ở quê em bán Dĩa Hè được hết nha anh chị, do đường xóa này chưa có lối đi bộ đó.
À, này cũng ngon, trật tự người ta không có mét cái vấn đề mà để bỏ ngoài đường này kia, này em cũng để giống người ta đó. Nên chỗ em nó còn ở nhà thôn quê, nó chưa có lên thị trấn đi xóa vậy nha chị, nên là cũng bón dễ dãi như đô thị rồi, không có bác báo gì đó. Tạm thời là mình mối dãi ra tương lai chắc người ta cũng cũng dẹp gọn gòn thông thoáng đường, nhưng mà tạm thời thì vẫn bón vô tư rồi. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều đã xem video. Anh chị mình ở khu vực lân cận này, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, anh chị đi ngon quốc lộ 24B đó, cái xăng vào Tịnh Đông đó, kế sinh đường mà nhân vào đường đó. Anh chị mua tại dây số đó, do hòn của em đây đó, ngay chỗ cây si đây anh chị, gần đối diện xéo xéo, đối diện cái xăng xéo xéo, anh chị mua tại dây số nha. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha.